Xin kính mời quý vị trở lại chương trình Góc nhìn Tôn giáo. Trước khi chia tay quý vị thì chúng tôi đang đặt câu hỏi là đứng trước những cái tai ương, những cái đau khổ, những cái mất mát như vậy, có những người mất rất là nhiều, mất cả của cải, cả cả một cái cuộc đời dành dụm của họ, thì họ đã tích lũy vô nhà rồi, bây giờ nước vào thì tất cả lục lụi đó thì nó bị cuốn trôi hết và nó hư hại hết, rồi ra đường nằm hết, cho nên mất mát cả cuộc đời dành dụm. Rồi ngay cả có những người họ mất mát nhiều hơn nữa, có nghĩa là họ mất mát cái mạng sống của những người trong gia đình của họ. Cho nên đứng trước những cái thảm họa như vậy đó, thì mỗi người, những nạn nhân họ có những cái phản ứng khác nhau, và ngay cả những người không có bị nạn thì họ cũng có những cái phản ứng khác nhau. Họ có thể họ trách cứ hoặc có thể họ đón nhận. Thì có lẽ bây giờ chúng ta có thể chia sẻ một chút xíu, khía cạnh nào giúp cho con người có thể đón nhận dễ dàng hơn, và khía cạnh nào tại sao lại họ có những cái lời trách cứ như vậy. Xin kính mời cư sĩ Dạ, Dũng. thưa Linh Mục, thưa quý vị, nó có ba cái thái độ. Thái độ thứ nhất là đối với người có niềm tin mạnh mẽ, được điêu luyện khối tinh thần, thì khi người ta đối diện với những cái bão táp phong ba, những cái sự tàn phá này, đức tin càng tăng. Là vì sao? Như trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói rất rõ, tiên đoán trúng cái thế chiến thứ hai, và tiên đoán chính xác luôn cái hiệp định Ba Lê 1854, và tiên đoán rất là chính xác của 30 tháng 4 1875. Do đó khi mà tính xác như vậy đó, thành ra cái niềm tin của cái người tín đồ nó tăng lên, rất là tin tưởng. Nhưng mà gần đây thì ở cái vùng sông Hậu đó, thì trở lại vấn đề do loài người tàn bạo gây nên, đã hút cát, thành ra khi hút cát nhiều quá đó, thành nó làm cho cái bờ của Cửu Long Giang bị lở. Thì khi bị lở rồi, nhà cửa bị sập, thì có một số người đó, cũng như cái tình trạng bây giờ đó, có một số người cái niềm tin nó còn chưa được vững vàng đó, thì trách cứ ơn trên, trách cứ thầy tổ là dùng học tại không sao mà để cho những gì xảy ra. Và cái thái độ thứ ba đó, đối với những người không có niềm tin là chửi rủa, thì chửi rủa đủ thứ. Thành ra đó là ba cái thái độ mà đã xảy ra khi mà cái thiên tai bão lụt xảy đến. Thì chính vì cái ba cái thái độ đó mà chúng ta tự mỗi người là lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, chúng ta phải tìm cách nào để giải thích. Thí dụ bên Phật giáo Hòa Hảo thì chứng minh bằng những cái câu kinh thánh, kinh sấm giảng mà đã xảy ra vừa qua, và đồng thời từ đó và ngài cũng hướng dẫn những cái mà để cho sắp tới, để cho làm sao nó bớt những thiên tai vũ bão lụt. Xin mời theo Nguyên Việt. Con người chúng ta quá nhiều những cái khó khăn nó vây quanh chúng ta, chứ không phải giỡn chơi đâu, nó vây quanh. Nhưng mà cái vây quanh nó chưa tới thì mình nghĩ rằng giống như cái chuyện đó chuyện ở đâu chứ không phải là của mình. Chúng ta thấy ví dụ như là hàng ngày chúng ta coi về thời tiết, chúng ta thấy cái thời tiết khắc nghiệt và chết người ở nhiều nơi khác nhau. Nhiều nơi đó không phải là ở thế giới mà nhiều nơi đó trên nước Mỹ. Rồi đùng một cái thì Houston của chúng ta, mà Houston của chúng ta bị đó không phải là bão, sức gió tàn phá, nhưng mà gió thì ít, nhưng mà mưa, một cái lượng mưa khiếp đảm, cho nên lụt lội và hư hại. Thì trước những tất cả những cái sự biến đổi của cuộc đời, về thế giới vật chất và thế giới con người, nó quyện với nhau, nó làm cho con người ta nếu mà không có một cái thái độ sống rõ ràng á, và sáng suốt á, thì tự nhiên một cái khổ, ví dụ như xin lỗi, ví dụ bây giờ mình tự nhiên bị đứt một ngón tay, thì cái người bị đứt một ngón tay, cái thái độ là họ coi cái chuyện đứt ngón tay đó là chuyện đã rồi, thì họ tìm cách thôi thì nó đã mất rồi, thì họ rất là bình tĩnh để đi bệnh bệnh viện để sửa lại và băng bó rồi thôi rồi. Nhưng có người khác thì họ đau khổ day dứt triền miên vì cái đứt cái ngón tay đó. Như vậy cái thái độ sống của con người phải thiết lập một cách rõ ràng, tức là chúng ta thấy cái thế giới vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn trong cái ý muốn của mình, và thế giới sức khỏe của con người, tuổi thọ của con người không tồn tại vĩnh viễn theo cái ý muốn của con người, vì cái sự việc nó xảy ra, đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra không theo ý muốn của con người. Thì như vậy có nghĩa là một cái sự việc gì nó thường hằng, quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy thì con người phải có một thái độ đi lên trên, vượt lên trên nó để nhìn thấy nó như nó đang là vậy, và cuối cùng ra mình cứ dầu là bị đánh quỳ xuống cũng phải lồm cồm ngồi dậy, thức dậy mà đi, đứng dậy mà đi, và
có đi có làm thì có kết quả, làm tốt, nói tốt, suy nghĩ tốt sẽ hướng dẫn cho chúng ta và sẽ có một niềm, sẽ có một kết quả ngày mai, tháng tới, năm tới, kiếp tới, nó rạng rỡ hơn là cái mà mình bị chìm lẫn vào trong cái những biến đổi không theo ý muốn của mình. Như vậy thì tóm lại thì theo ý của Hòa Thượng, lý do mà họ có thể chấp nhận được là họ nhìn cái thế giới vật chất như là một cái gì nó hư không, nó có thể nó có đó mà nó mất đó, và con người chúng ta phải vượt lên được cái qua khỏi cái thế giới hư không đó thì mình mới có thể mình chấp nhận, mình dễ dàng để mình có thể mình vững bước, mình đi tới, mình đứng dậy, mình đi tới, phải không ạ? Thì cho mình phải chấp nhận sự thật và phải vượt lên trên những cái sự khó khăn mà mình khó nhận, khó chịu. Dạ, tiếp thêm cái phần đó, có cái mẫu chuyện về vô thường, là tại vì như Hòa Thượng nói, thế giới vật chất là vô thường. Thì có cái bác này đó, cầm một cái tách trà đi lên chánh điện đó, thì lỡ mai đã bác rung, tay nó rớt. Thì một vị sư bước ra thì bác nói, dạ thưa thầy, vô thường, vô thường, vô thường. Thành ra cái lời nói chứ chữ vô thường, mặc dầu nghe nó thấy như vậy, nhưng mà nó mang được một cái tính chất. Thứ nhất là cái vị sư nhìn thấy cái sự này nói như sự vô thường thì cũng khóc, cũng cười vui, không có gì. Và cái thứ hai là nói lên cái tính, cái giáo lý của Phật giáo, thì chính vì cái sự vô thường mất mát như vậy đó, thì nay còn mai mất, thì để cho chúng ta thoải mái, thanh thản anh sống trong cuộc sống. Dạ vâng. Kính mời một sư hội viện. Thì đối với tôi thì có cái lần tôi có hỏi Hòa Thượng là nếu mà tôi bị mất vợ thì tôi có buồn không, và có hỏi có thể nói là vô thường không thì không thể được, vì rất là đau khổ lắm. Đó, hoặc là nếu chúng ta mất nhà, mất cửa, mất con cái hay mất gia đình trong cái trận bão này thì không phải nói chuyện là nói nó không có thiệt đâu, nó là cái đó là cái giả, mình đừng có chấp cho nó không có đâu, không có đau khổ gì đâu. Cái đó thì tôi không tin được, tại vì Tôi tin là nó có đau khổ và có thiệt. Ví dụ như Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, có nghĩa là muôn vật có đó. Cái nhà tôi có chứ không phải cái nhà tôi là không có. Nhà tôi có thiệt, tôi có thiệt và sự đau khổ của tôi có thiệt. Và Chúa sẽ làm thay đổi sự đau khổ của mình, có nghĩa là Chúa an ủi mình, Chúa ban cho lại, và Chúa che chở để mình không có gặp cái sự đau khổ đó. Nhưng mà đương nhiên mình phải nhớ một điều như vậy. Thường thường chúng ta suy nghĩ là chúng ta nghĩ rằng tôi muốn Thượng Đế làm cái gì cho tôi theo ý tôi. Và nếu tôi giàu có, tôi bình an thì đó là Thượng Đế làm theo ý tôi. Còn nếu tôi gặp hoạn nạn thì Thượng Đế không làm theo ý tôi. Nhưng mà chúng ta nói vậy là sai. Tại vì Thượng Đế dựng nên chúng ta, và tất cả chương trình của Thượng Đế là tốt lành dành cho mỗi con người được Chúa dựng nên. Cho nên nếu con người ta có một cái liên hệ với Thượng Đế và mình biết cái điều mình phải làm đối với Thượng Đế là một cái điều kính sợ Thượng Đế và làm những điều công chính. Và đối với con người mà Thượng Đế dựng nên xung quanh chúng ta là phải yêu thương và đối xử với họ một cách công chính, công bằng. Và nếu chúng ta sống như vậy thì đương nhiên Thượng Đế sẽ che chở gìn giữ chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có gặp hoạn nạn đâu. Ở trong Kinh Thánh có câu chuyện về ông Job. Tôi nghĩ là Linh Mục Phạm Hữu Tông cũng biết là ông này bình thường thì Satan tới kiện cáo, ma quỷ kiện cáo, nói ông này Chúa ban phước cho ông, chứ còn nếu mà Chúa lấy hết của cải đi thì ông sẽ không có tin Chúa đâu. Thì Chúa nói được, ta cho người có phép để đụng tới của cải của cái người ông Job này. Thì khi ông Job mất hết của cải, gia đình con cái gì mất hết, thì ông làm gì? Thì ông nói là, Kinh Thánh nói là tôi trần truồng lọt, ông nói với ông Job trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi sẽ trần truồng trở về, Đức Giê-hô-va ban cho và Đức Giê-hô-va cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Trong việc đó Job không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Thì đây là cái thái độ của một con người đối với Thượng Đế là đấng dựng nên mình và ban cho mình. Ông nói tôi đi ra tay trắng, tôi trở về tay trắng, nhưng mà nếu bây giờ Chúa cho tôi nhận, mà nếu Chúa lấy lại tôi cũng vui vẻ và tôn vinh Chúa như thế. Dạ vâng, thật sự thì theo cái ý tôi hiểu về cái giáo lý bên Phật giáo mà Hòa Thượng vừa chia sẻ, không phải là mình phủ nhận cái điều mà sự thật mà nó mình nói là không phải, không có sự thật. Cái điều xảy ra nó mất mát là có mất mát, chứ không phải là không phải là mình phủ nhận cái điều đó. Thấy cái nhìn ở bên Công giáo cũng hòa với lại cái nhìn của thầy Huyền Việt chia sẻ, là vật chất là những cái gì nó chống qua, tất cả những cái điều chúng ta có nó sẽ qua hết, nó sẽ chống qua, nó chỉ là một cái gì hư không thôi, dạ, một cái không không thôi, dạ. Cho nên cái đó, điều đó là không quan trọng. Cái thế giới vật chất và ngay cả cái cuộc đời này nó cũng không có, nó không có vĩnh viễn,
Dạ. Theo cái nhìn của bên 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 Kitô giáo, theo ở bên Công giáo đó, thì cuộc đời mà sau này, cả cuộc đời mai sau mới là quan trọng, còn những cái gì mà chúng thế giới vật chất chúng ta có đó như là nó chỉ là tạm bợ mà thôi, chúng ta có đó rồi mất đó. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị theo dõi, thì chúng tôi sẽ trở lại chương trình trong đôi phút sau một vài thông tin thương mại.